Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, tuy khi nhan giả chí thành đăng bảo an, nguyện cầu đệ tử đắc bình an, Việt Nam thủ nền an vương thất, chuyển pháp luân Nhật tăng huy, kim niên kim nguyệt nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng y, chói chói hiệu Phật nay Di Đà, ngự trước tòa lưu ly bảo điện Phật Thích Ca, ân ni tự nhiên ni. Tiêu thiêu hồ nhã nhạc dưới trên cửu long ý, thì ngai vàng sờ sờ ơi phóng hào quang rực rỡ ơi vân niên. Thank you.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Vô Lượng tự đắc bất thường là các tài thành thủ sinh.
Thời Đắc Gia nhân trùng tiệu phần tài vô cùng biến sứ hữu đậu quan danh khoa đệ nhất chiên đàn hiệu viết vô song. Lan xạ Như Lai gia hữu đạt tín nhiên hướng chân ngôn cần lương trì. Giới hương định ngương giữ tuệ hương giải thoát chi kiến. Quang minh vân đài biên pháp phá giới. Sát la phó cảm quy linh cứu tử độ sinh như khoảnh khắc kinh tắc phả quang ngộ khải bất nhị môn khai trần hiền mật. Chi quang ý kiên minh dương chi pháp thể dục ngay nghiền thánh tu tạ thần công giáo hữu phụng thỉnh chân ngôn cần đương chi. Thanh lương thanh hà
hiệu đồng vinh kỳ vì bàn mạch sinh hữu thân giàu yên hành canh tứ thập nhất tuế thân phụ nguyễn duy hiền pháp danh phúc đạo sinh hữu canh tuất liên hành canh ngũ thập nhị tuế thân mẫu nguyễn thị diệu pháp danh diệu biên cờ vì bàn mạch sinh hữu kỷ giàu yên hành canh ngũ thập tam tuế nữ từ Nguyễn Thị Thảo My sinh ngưu giáp ngọ liên hành canh bát quế làm tử Nguyễn Duy Tiến cờ vì bàn mệnh sinh ngưu bính thân liên hành canh lục quế đinh thế an sinh lâm bính tuất liên hành canh thập lục quế đinh thu hải sinh năm mậu tý liên hành canh thập tứ quế hiệp đồng giá dương ngôn quyến đẳng xuyên kỳ phúc thọ khang linh bảo giá môn nhi các khánh cần thủ kim mang nguyệt các nhật túc thỉnh đạo lưu tiệu vu hoa tâm điện sứ tu thiết diên sinh kỳ an pháp đàn phát tấu thỉnh phật tuyên kinh ô thần nhập định khai quang an vị chân dung bảo tường thần đắc thử lai từ cần án giáo khoa phụng hành pháp sự tu ngưỡng tôn thần đi thiên hạ chi quyền quản chư vương chi chúa tể thông minh chính trực thiện ác dĩ vô hoàng hiền hách uy linh phúc thiện họa dâm nhi hữu chuẩn phàm hữu sở sự tán bất văn chi vi thừa hợp hành cụ điệp nhất đạo thượng đạt tọa hạ hợp cất khám thường sự lý cẩn vật từ tâm ủng hộ đàn tràng khuôn nhương và sự công quy đệ tử thanh đồng gia môn nhất thiết sớ cầu tất giai quả thoại tu trí điệp giả hữu hòa điệp lượng phả cao thập và phương biến cập thiên địa thủy quan hoặc sứ văn chi hữu công thành tiểu thiên vận thiên hạng đô đại thành hoàng đại vương từ hạ đương giới thành hoàng ti chúa giả từ hạ kim liên thái tuế triệu vương hành kiến chi đức tôn thần từ hạ bản thổ thành hoàng tối linh đại vương từ hạ tự công sứ giả danh công tào hán vi văn công tào liên công tào lý văn minh nguyệt công tào cao tế dân nhật lâm nguyên thanh thời công tào phả hoa thượng giới đan quang kim đồng trương thái hoa ngọc lữ khải mị thượng giới công tào trung thúc giới công tào chỉ nguyên nghỉ giới công tào trương nguyên bá đường tông tự tử nguyễn trung giới hạt võng tự tử sơ hạ giới chu vũ ly tự tử đồng tê biểu trạc thân thiền điệp nghệ trí thiên đình văn thủ sư lợi phật tại bảo sơn tự chứng minh công đức thành tiệm pháp bút phê trương tuế thứ tân xỉu liên thập nguyệt thượng tuần sơ cát nhật tân dậu nhật thời pháp đương đàn pháp sự thần phụng hành hòa nam tuyên bạch phục dĩ tam giới thông thiên phổ hình thần thân lượng sĩ tật tốc úm mộng già na sa hạ an ngưỡng phủ trung thánh giả chính nhất tuế bách vạn hỏa thủ kim cương đại thần thông lực tật tốc phủ hộ tấu văn thử thời thượng sở đạt quá vân trình ba tuần ngoại đạo thiên ma giới đẳng bất đắc quận hành vi tôn phó phong đô ý kiến trị tội chủ
Thượng Lai Văn Điệp tuyên đọc dĩ chu điệp đối đàn tiền dụng bằng phó lô thiêu. Tử Nguyễn Duy Tiến sinh Lâm Bính Thân liên hành canh lục tuế.
Đinh thế an sinh lâm bính tuất liên hành canh thập lục tuế đinh thu hải. Sinh lâm mậu tí liên hành canh thập tứ tuế hiệp đồng đã dương môn quyến đẳng tước nhiệt ngưỡng can. Liên tọa phù giám quỷ tâm môn niệm thần đẳng sinh cư trung giới. Mạnh thuộc thượng cung càn khôn phô tái chi hiên cảm nhật nguyệt chiếu lâm chi đức. Thần hôn xuất nhập khởi vô thiện ác chi tai là lan miễn an các trung chi vạn phi khấu đảo bằng nhất liệu chi thiên duyên đắc bảo lội thời chi các khánh do thị thập nguyệt thượng tuần sơ các nhập đầu thành ngũ thể tỉnh tín nhất tâm cụ hữu sớ văn kiền thân thuộc tấu cung duy nam vô thập phương vô lượng thường trụ tam bảo nhất thiết chư vị bồ tát kim niên tọa ngà nam vô tam thừa đẳng giác chư phật bồ tát thồng liên tọa ngà nam vô đại gia từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát thồng liên tọa ngà tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thanh đế ngọc bệ hạ nhất thiết liệt vị uy linh vị tiền cung bậc chư phật chứng minh vạn linh giám cách siêu khổ ải dĩ từ ngoan thư đắc hữu cầu tất ứng biến tống luật vu bảo cơ sứ chi nguyện giã tổng tâm liên liên hàm nạc vu xuân đại ca cá độc trai hữu thọ vực tam tai mát lặng sử vô xâm phạm chi ngũ bách quốc tiên thường thường hưởng thọ khang chi khánh tài như xuyên trí lập tử vân lai nhất thiết sơ cầu vạn ban như ý đãng thần nạ tình vô nhậm kích thiết bình doanh chi chi cẩn sớ tiên vận tân xỉu liên thập quyệt thượng tuần sơ cát đa nhật tân dậu hòa nhật thời đệ tử thành tâm hòa nam tuyến dọn lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu mật sớ đối phật tiền dụng bằng phó lô thiêu
nhân văn phẩm vật giao du. Cờ và lý chi quyền mà có hơi ưu mâu tới âm chi đức mạng sinh thành chi lý hoặc tài thượng đạo điện hoặc tu hạ giới quỳnh đài nhân nhân hữu cảm giai thông sứ sư cầu chi tất ưng thi kim phẩm không kiện thành cúng dạng. Dĩ cần tu vì Việt Nam quốc Bắc Linh tỉnh Tiên Du huyện Tân Tri xã văn trung thôn hiệu y vô hoa tâm điện sứ cư thượng cùng phạt thánh nhân cúng dạng. Đồng thiền tiền lễ phát tấu thỉnh phạt tuyên kinh cung ngây ngô thần nhập định khai quang an vị chân dung phật thánh an vị lô nhang bản điện cầu lộc chiêu tài cầu bản mệnh bình an công danh thành đạt tăng duyên trường thọ sự kim thần thanh đồng nguyễn duy hậu hiệu huyền thịnh sinh cờ vì bản mệnh sinh hữu kỳ thị liên thế lương thanh hiệu hòa đồng vinh sinh lâm tân dậu liên cùng thừa phụ thân nguyễn duy hiền pháp danh phúc đạo sinh lâm canh tuất liên hành canh ngũ thập nhị tuế mẫu thân nguyễn thị nhiều pháp danh diệu biên sinh lâm kỷ dậu liên nữ tử nguyễn thị thảo mi sinh lâm giác ngọ liên Lam tử Nguyệt Duy Tiên sinh Nam Bình Thân Liên Đinh Thế An sinh Nam Bình Tuất Niên Đinh Thu Hải sinh Nam Mậu Tý Liên xuất chúng tôn hiệp đồng giá dung môn quyến đẳng tức ca nhật ngưỡng can tinh chỉ kỳ vì dù cầu khang thái nguyện cờ giải tống tài gương do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết tam giới cỏ an pháp đàn nhất duyên tuân hành khoa phạm tuyên diễn chân ngôn nguyện tứ huy quang phủ lâm pháp tịch giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cần đương trì. Chứng tận tiêu vong như từ công đức đẳng ngà xa phổ cứu quần sinh vô kim bà khổ đại từ đại bi cứu khổ cứu lan ninh cảm quan thế âm bồ tát thần liên tọa ba tâm đồng cùng quyến thuộc duy nguyên giá hạp thừa loan xuất duy quỳnh hoa chi ngoại bạch y kim tương tiệm lâm bằng tất chi trung thỉnh giám điện đường chứng minh công tâm bái thỉnh nhất tâm bụng thỉnh đông phương để đầu lại cha đại thiên vương bình chư quyến thuộc làm phương xích để làm phương xích để tây phương bạch đế bắc phương ngắc đế trung vương hoàng đế tạo tượng an vị thánh tượng ngã kim cương trí diệu kết định đông phương kết định lam phương kết định tây phương kết định bắc phương kết định trung phương tốc thành thất thắng thánh tượng trí bảo lam phương tỷ lâu lạc cha thiên vương chư quyến thuộc thu tặng thiên hiệp mà lai thánh tượng lai ngã kim cương bảo diệu kết định
Đông Tây Nam Bắc Thượng Trung Phương Phản Nguyệt Chư Hữu Tình Tốc Thành Tất Thắng Địa Chiều hóa ương ngọc kinh sơn thượng thi nhân ba đứng đại đạo hiếu sinh cung ngò duy ta ma thập tam thiên chiên thú đế tiếng đẻ hàng nhân thánh thánh ngọc bại hạ thiên phụ hiệu thiên trí tôn kim quyết ngọc vàng huyền cung cao thượng đế ngọc bại hạ địa phủ trí tôn văn tốc phong đô nguyên thiên đại đế diêm na thiên tử thẩm điện minh vương ngọc bại hạ phủ trí tôn phủ tăng căn đông đại đế đại thiên long chúa bát thải long vương ngọc bại hạ thiên tinh chúa băng cực tử vi trường sinh đại đế ngọc bệ hạ tào lục ti liên thọ tinh quân băng đầu kỳ hoàng giả anh tinh quân cung thỉnh thiên quan địa quan thủy quan nhạc quan thiên phủ địa phủ thủy phủ nhà phủ thượng nguyên tích cung thiên quan trung nguyên xã tội địa quan hạ nguyên giải anh thủy quan tận hư không giới truy liên hội pháp đàn duyên chi chân nhị Huy quang thỉnh giám điện đường chứng minh công đức hương. Phát thành quan điểm phát tấu thỉnh Phật tuyên kinh
cung an ninh tiên thánh hội đồng bốn phủ hô thần nhập định khai quang an vị chân dung bảo tượng an vị lô nhang bản điện chiêu hồi tài lộc cầu tài cầu lộc cầu công danh đệ tử thanh đồng con là Nguyễn Duy Hậu hiệu Huyền Thịnh sinh năm Kỷ Tỵ Liên thế lương Thanh Hà hiệu đồng Vinh sinh năm Tân Dậu Liên phụ thân con là Nguyễn Duy Hiên sinh pháp danh Phúc Đạo sinh năm Canh Tuất Liên mẫu thân con là Nguyễn Thị Nhiều pháp danh Diệu Biên sinh năm Kỷ Dậu Liên nữ tử Nguyễn Thị Thảo Mi sinh năm Giáp Ngọ Liên Lam tử Nguyễn Tiến Duy Nguyễn Duy Tiến sinh năm Bính Thân Liên sợ kim thần đệ tử con là Đinh Thế An sinh năm Bính Tuất Liên Đinh Thu Hải sinh năm Mậu Tý Liên hiệp đồng giá dương môn quyến đẳng lòng thành sửa lễ tại Hoa Tâm Điện xứ lòng thành hương đăng cung kính xin dốc một lòng sám hối chân tình khấu đầu bách bái vốn con nay người sinh dương thế số hệ ở trên trời sổ thiên đình con xin phụng mệnh làm tôi việc tiên thánh con còn nhiều điều nhầm lẫn lay họ Nguyễn họ Lương con xin ra dãi bày lòng trắng tâu rộng cao xanh chí thiết tâm thành quy đầu sám hối đệ tử con lòng thành sửa lễ tại Hoa Tâm Điện lòng thành hướng đăng cung kính xin dốc một lòng sám hối chân tình khấu đầu bách bái vốn con nay người sinh dương thế số hệ ở trên trời sổ thiên đình con phụng mệnh làm tôi việc tiên thánh con còn nhiều điều nhầm lẫn lay đệ tử con xin chí thành sám hối mong thánh thương xá tội giải nguy tay con chắp gối con quỳ đầu con cúi lễ miệng thì con kêu và lấy con còn làm nhiều điều ngu dại xin một lòng hối lại từ đây dám xin ngôi sự tâu bày xin hồi tâm lại xin quay đầu về bởi lúc trước nhiều khi càn rỡ thấy lợi tài thay đổi lòng tham mỗi điều trong đục mê tan mắt trần không định lòng phàm không chinh bởi lúc trước lòng còn sinh tính lóng làm những điều hư hỏng ngu si mỗi khi chè rượu say mê biết chi là dại biết gì là khôn bởi lúc trước con vẫn còn liên thiếu nên có những điều bất hiếu bất trung nhân duyên khôn đạo vợ chồng lúc không ngân ái lúc không xuống tùy tình anh em mỗi khi bất mục nghĩa bạn bè đôi lúc bất tin mỗi khi con thảo cháu hiền mà tăng báng Phật khỏi dếm quên thầy bởi lúc trước con không đi lễ bởi lòng con nghi lễ bất lương mũi con có tội ngửi hương tai con nghe tiếng lòng còn làm ngơ miệng lưỡi con hay nhầm hay cãi hay nói điều lương hạt chi luân mỗi khi hành động việc trần tưởng xa hữu thị hóa gần việc phi ôi kiếp trước họ Nguyễn họ Lương con lặng lề nhân quả lên kiếp này con vất vả đường tu ôi từ việc nhỏ cho đến việc to hay nhầm mấy trái xế hồ xét qua lạy tiên thánh thực làm quả lễ cúi đầu xin con kể ngài thương mây phủ tan khắp bốn phương linh thông hiển ứng mở đường cứu dân ngài ngoảnh mặt đi họ Nguyễn họ Lương con dại người ngoảnh mặt lại đệ tử con khôn xin mẫu thương xót vót tròn xin ngài chứng giám cho tâm con thành hương hoa lễ vật thủy thanh khấu đầu trăm lạy đế đình tam quan hùng vương hương đạo tứ vị đại tồn thiên địa thủy phủ thánh tiên các tòa cùng ngũ vị hoàng gia thái tử các thánh chầu tứ vị khâm sai chốn thiên cung thủ điện thủ đài hàng thị vệ quan hoàng cậu quần trên con tấu tứ phủ từ bi lân mẫn dưới chư ban các bộ tiên lương cùng tùy tòng ngũ hổ thần quan hội công đồng sơn trang quan xá ơn thánh tiên đạo cao đức cả những mong xin thấu đến cửu trùng đoái thương cho họ Nguyễn họ Lương con vất vả long đong trăm tiếng cúng mở lòng nhân đức bản mệnh con căn cao số lặng lập lên bản điện đây đệ tử con phục sự tâm thờ đệ tử con nguyện làm con được mãn bóng xế chiều được theo việc thánh thơm danh nước tiếng
điều lành mẫu đem đến điều giữ mẫu tống đi con nhất tâm phục vọng tâu quỳ con lạy vua mẫu đèn trời soi xét. Ngài mở tay phù, ngài ra tay quyết, cứu cho gia đình họ Nguyễn họ Lương con vật nạn lạc khỏi tai qua. Sáng như đuốc, lở như hoa, cho con được gặp người gặp của. Ngài cắt dây âm phủ rũ tội trần gian, lệnh thánh truyền các giá thừa nhan thỉnh nghi lễ tòa vàng thượng ngự. Lấy cát nhập ba tuần tiến lễ, lễ cúng nghênh Phật thánh quang lâm. Độ cho họ Nguyễn họ Lương con được minh ý minh tâm, độ cho hai họ con từ ngày hôm nay trở đi được an căn lành số. Thanh đồng con nhất tâm cầu thỉnh tấu chư tôn thượng ngự tam tòa ban đủ phép thần thông quảng đại. Ơn liệt giá ban tài tiếp lộc, thỉnh chư thánh xe loan bệ ngọc, ứng đồng nhân mẫu chỉ phán thông truyền. Lạy thanh đồng pháp sự con cẩn trạng, con tấu lên con lạy bốn phủ thương tình ngài chấp chiếu. Vận trời đất năm Tân Sửu tháng 10 ngày mùng 5 giờ lành, chúng con thành tâm dâng văn trạng hòa lam cẩn năng. Dĩ chu mặt sớ đối Phật thánh hiền dục bằng phó lô thiếu. A si la tot, a si la tot.
Phật A Di Đà Phật chiêu đàn giải hạn ô nhiệt minh hương gia du tự một tất sao vân tùy sĩ kết tưởng chi tâm kim cương nhất chú biến thập phương nhang vẫn cay bộ loạn sẽ loạn thách ra hồi cung phải thuốc động đình con thưa cha phải thuốc động đình nghề để tám công chúa mẫu giáng sinh đèn rồng tài vô vẹn kim ngôn mang hạnh nét nhu bì phẩm tinh thanh cao dây đinh chân nhang vật hồi dùng thiên thương đề từ hiện thanh hiện tài kim mô phong quanh khắp nhâm một tức tiên mắt thập phương tích nhật ra dù biết năng cứu tài chưa nằm mô nhang cũng giang bồ tát ma ha tắc nằm mô nhang cũng giang bồ tát ma ha tắc nằm mô nhang cũng giang bồ tát ma ha tắc sơn thanh giá hồi cung văn vũ quân thân nhì chân chiều văn vũ quân thân nhì anh linh chân sáng nhì ân cần nở giúp cho có lệnh truyền ra thánh ông nhì có lệnh truyền ra các quan thủy bộ đều là chữ dinh nhì đua trèo bè lái mừng ngày ý hôi cuộc đời
có lãnh truyền ra, thánh ông có lãnh truyền ra, quan quân thủy bộ đều là chư dinh ngô binh đáo vạn tám thành. Căn lâm tân gia âm tử vi mất chúng sinh vô ngã kim đích để khai quang và chữ tử chung. Văn sơ dâng lên thượng lại, văn sơ dâng lên đức ngông tô đôi chu biên dành dành thế cho nhị tự trang xê. Diệp danh nghi danh nghi Thái sư nhân phẩm nghi quyền hành nghi ai đa Sơn thanh sáng hồi
đại nhị đại hoàng tôn vương cô tên gọi đại hoàng nghề cô thông minh chính chức nghề vẻ vàng ở trong chiều sơn thanh giá hồi cung cửa xuất mờ mờ nhạc trong ra cửa xuất mờ mờ chiếc thoi cô bé lững lờ bên giang khê sơn thanh giá hồi cung lai lang xa trong bể đào lai lang xa trong huyền cầu chấp chính trong vùng cửa đông nghi sơn thanh giá hồi cung đông cuồng tiên chúa giáng sinh giáng vào lãnh tục nghi phúc nghi lạnh quyền cao miền xa quỳ man nghi sao dưới trướng chúa giáng trần nghi thoáng thoáng mùi hương hồng hào sáng khắp bốn phương ý à. Xanh tây hàng trải chút đêm ngày dương dục giá xó bằng nghi vạn nghi ngọc nết na nhớ tình nghi sao đầu vẫn hà ý à. Giờ vẫn đi giang thanh tân ni dịu dàng cách điều ra cho bằng nghi vẫn liễu nhợt nhớ về nào mà chẳng trải tư ý ăn trái tơ hoa xuân mới nhu nguyện để thu nương tròn đi giá so bằng ngờ kim môn ngọc bệ nét đan thanh ai vẽ cho y hùng lo đức tính dung nghi ý tây hương áng xuân sáng nghi tuổi vừa ngoài kỳ mát cõi chân nghi phút đi đã nên tiên thần thông biến hóa vô biên ý áng thank you.
nhân hóa vô biên. Phạm trần ai biết nghi, phép mơ tiên ẩn hình nghi. Danh tiên chúa trên nghi ngàn lừng lấy hóa phép màu, đã dạy thân oai phép tiên biến hóa thật thật thông. Tôi linh nghi ta thật cũng phục yêu tình hàng đầu. Khắp đô đô nước danh đều biết chúa thương ngàn nghi, lập mơ liệt nghi thất cơ tự long bảo là tam cơ. Ý à, sông dâu khắp đâu đâu nức danh tiên nữ tự lễ chiều, quốc nghĩ sự con vi danh thương nam bắc chung ở kỳ. Kêu vượn hót trên ngàn ý. Khói phủ nhạt nhòa ý à.
xa xôi khắp biển trần xa. Tôi có bước lên đi xa xôi khắp biển trần xa đi. Rồi trong núi rừng xoay về xứ Trang, rồi trong núi rừng xoay về xứ giọt ngắn giọt dài, tay cầm đôi nước chân đi hai sào hoa, nhớ sông tình sao đầu sông ngân hà. Ý à. Thank you.
nguyện soi trói lọi nam thiên đền thờ phong nguyện vô biên ý. Chúa Giáng sinh ý à. Quyền cao miền xa quỷ man trào dưới chương Chúa Giáng chân thoáng thoảng mùi hương hồng hào sang khắp bốn phương ý à. Chúa độ cho tài lộc tốt tươi, họ đổ con đi đi một ni về mời cho đông con nhang đệ tử cho bàn điện ngày một khang trang nghe. Trải chuốt đêm ngày dưỡng dục nghi giá so băng vàng ngọc nết na nhớt tinh sao đầu vân hà ý à. Dịu dàng cách điều đóa phù dung muôn nẻo nhờ như vẻ nào mà chẳng trai lơ ý à. Thế mà việc xã hội ở trong trường nghệ mà đã cũng tăng đồng họ về
tên họ Lương nhỉ? Nhất cái tấm tường vàn, cái tấm cầu mà chú Thiệt chân đúng bảo tượng cũng đón Phật Thánh nhỉ? Thế mà hố thần nhập định khai quang an vị nhỉ? Thế mà cho cái họ Nguyễn mà họ Lương mà chú cái chúng ta chung nhỉ? Thế mà cái chị em chân đâm cho tiếp lộc quan tài nhỉ? Thế mà cho cái họ Nguyễn mà cao cái tay bó rồi lọt cái tay đồng nhỉ? Thế cứu dân độ thế cứu người trần gian nhỉ? Thế mà khổ nhân khổ duyên ngày nay mà chúa độ cho được bằng chị bằng em nhỉ? Thế mà chúa độ cho mà pháp sư văn đàn tiếng hát nhỉ? Thế mà chứng tâm cái quỳnh cái quế nhỉ? Chứng tâm cho đồng chị nhị đồng em bắt gia trong họ nhỉ? Thế mà lộc an nhà đó nhỉ? Thế mà chân tâm cho chào Hà Nội nhỉ? Má tựa phấn đào ý à môi son má tựa phấn đào hài xanh tùng tình rước chúa vào động tiên răng trắng ngọc cười duyên tươi thắm vẻ êm đềm chúa ngắm đồi thông ý à sơn thanh giáng hồi kinh thỉnh mời tam vị chú hương nghi thỉnh chú đệ nhất nghi tây thiên nghi gửi về sơn thanh xá hồi kinh ai lên tới cao sơn bạch mã hỏi thăm đền nghi chúa nguyện nghi nơi nào ngã từ phố kép bà vào sơn thanh giáng hồi bình lập thao cao mãi quê nhà anh linh chắc giáng nghi chúa bà đệ tam nghi sơn thanh giáng hồi bình lê mẫu hòa bình nghi ai đi lê mẫu hòa bình nghi chợ bờ hàng miếng nghi thác gành ở treo leo sơn thanh giáng hồi kinh nhất bóng tôn quan nghi cũng thỉnh mời đệ nhất tôn quan nghi lại lâm chắc giáng điện chúc uy hùng nề thông phép mơ tôn quan lục chi thần nề thông mã quyền tu tam giới phi phong phép mời loạn ra lên đi châu thương thiên loạn ra đi ngự lên châu khâm bàn sắc chỉ công hầu quan đơn gia uy lập cơ mưa gió
tức thì sấm gian đi mặt đi biển đi mây trời đi dập trời. Quân thủy quân bộ đôi hà thiên binh văn mã hằng hà kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn cơ cao lâm tân gia ân tử vi mất trúc sinh cô ngã kim đinh để khai quang và chữ tử chủ cứ dâng lên quan về tô đối chua biến dành dành về cho vì tự trang sinh nhì từ trang sinh ông về nhì từ trang sinh cử nhà phú quý khang linh thọ trường đồ cho dung bách đôi đường quan giám sát huyền cai thông chi thiên địa không sai đại thần này. Đua như trên cành chấp hoa
sát Yến Quỳnh, Yến Quỳnh bè phai. Truyền tiền đội vạn cơ để nạp thiên tàu sớ văn để nạp thiên tàu tấu lên cho tới vô cha kiểu trùng tấu về thủy thế long cung sứ hồng trần gian con là sứ hồng để trước công đồng Phật thánh trước minh quang về cõi xuống lên trời. Xưa nay quyền hành
giáp sát nghi trước ngồi dậy thì tiên cung bóng mi
sinh nghĩ thành tự chất ni long nhàn thịnh mời tha từ đệ ta vì phương diện ni bảo long nhàn nhìn đi phát thừa chiến nhang tâm thành dâng một chiến nhang tấu về thoại phủ các ban các tòa thiên đình thì phủ diêm la ca lâm tân gia ân tử vi mẫn chúng sinh cô ngã kim đích để khai quang và chiếu tử chung trần gian con là sứ hồng để trước công đồng Phật thanh chứng minh quan về có sứ lên trình nguyện con đi có sứ lên trình trước trình Phật thanh sau trình vua cha trình về thủy quốc Diêm La bày ban ban khắp hết
ly thủy định. Dân đàn ni quê huệ nghĩa xoay
mênh mang. Dứt quan lớn để tan về cho tới lạnh xa. Nước sẽ đuôi dòng cuồn cuộn mênh mang. Kéo quân về ngã ba sông Bạch Hạc, bạc loạn hồi đàn hát vui trời. Thiền hồng loan hiến ẩm sông rồi, sai quân đốn gỗ xoan đồi trò. Sánh ngân đi sở bạc nắng nghi đôi phần hồng nghi đôi phần hồng chú dạng tòa la linh nghi ngài con vua thoái thuyết công đình để tam thái tử giáng sinh nơi đền rồng. Bẩm sinh thành tứ chất long nhan, thịnh mời bơ phụ vương quan, phi vương diệt hào đoạn trang khác thường. Cầm phân lấy mực sửa sang ngã cõi trần. Lịch còn ghi đèn lành ra thanh tích nghi quan đệ tam, nghi quan đệ tam thường đích trung quân. Điện hải tư tháng sáu hạ bình thập phương chiến mãi muôn dẫn về đào công. Ngự giờ lâu, ngự giờ lâu phán đòi công đức, sai quan nên cứu trợ trần gian. Một tay hoàng tử vương quan cứu sinh cũng ngắm độ quan đã cũng nhờ. Trở ra về Nam Minh Thủy Vũ ngồi thạch bàn giờ rủ ra xem. Quan lớn tam phủ cứu hiền độ, chân nghi giang thế lên ngàn xuống điện nghi lạnh giang từ quý địa danh nghi là sơn thanh giang hồi cùng. Chói chói hô phong nghe sắc rộng nghe, chói chói vua phong ngờ huyền quan đệ tứ uy hùng ngờ dậy vang nghe. Mới giao
trời sao xa lát đã nghi từ diệu quỳnh đài cát nghi đế kinh nghi tạm quan thất đầu ngũ hành viên chư tướng đạo lai độ chi tả sai binh bộ binh tùy hữu sai binh thủy ra đi ầm ầm hoàng viên sai chân trung tâm căn lâm tân gia ân tử vi mất trúc sinh cô ngã kim đinh để khai quang và chiếu từ trúc giới dâng lên quan về tô đôi chua biên dành dành thế cho nhị tự trang sinh danh tướng tài đến từ con đi khấu đầu cung phủ tiếp bản văn châu quan đệ ngũ tuần đi tranh
thiên đôi văn cơ lãnh truyền thiên đôi văn cơ quan tuần bây giờ chắc giang anh linh trước là bảo hộ gia đình sau gia chủ chốc hết tà tinh phen này gia uy trần thế biết tay con năm tân gia ân tử vi mất chúng sinh ngôi ngã kim đinh để khai quang và chữ tử chung dâng dâng lên thương lại văn dâng dâng lên quan tuần tô đôi chuông biên dành dành thế cho họ nguyện trường gì những người trang sĩ
tài danh, trí tuyệt mỹ vời. Cho dù vật đời sao trời, bến sông tranh còn đó không quan lớn tuần, mãi mãi vẫn còn tiếng loa đồng cứ hỏi nước sông tranh. Thành Long đao bách chiến tung hoành, đó là ai? Sông tranh đáp tiếng trả là quan đệ ngũ xa khơi, bao chiến công dòng nước sông tranh đêm ngày vẫn chảy, sông tuôn trào đem nước đổ về đông. Ngựa chiến sông pha đao thần quan gia trần, lịch sử vì đời chúng yêu đạo vua tôi. Chữ hiếu chúng thì đáng giá ngàn đời, ông không thờ hai chúa không cùng giặc ngoài bang. Chữ chung, chữ hiếu, chữ tình trong ba chữ đó, con xin ông phân minh cho tỏ tường. Việt Nam ta chữ tình, nước sông cạn nhưng con người đâu cạn, đã dấu mòn những gương sáng vẫn còn trong. Ở trong phủ Ninh Giang còn lưu truyền thành tích ngôi đền kỳ cùng, còn ghi tạc dấu anh linh. Nhưng nào có ngờ đâu, nhưng nào có ngờ đâu khi đã
đất trời thay đổi. Người anh hùng có mang lắng xiềng ngày 25 tháng 5, quan lớn bị bắt giam mở chuồn kỳ cục oan vì tuyết nguyệt bởi lòng ai ớt. Khắp bốn phương xa gần đều biết quan lớn tuần lâm điện thần tư cắt cửa sông đâu đó phục thờ định gian thiết lập ngôi đền quan tuần trăng. Cành ngàn thanh nhiều bề lịch sử vốn đặt bày từ cổ sĩ nhờ trang đài đào lan quế huệ xung vầy sương ca. Các cô làng xa tay bè quê quán dạo chơi thành thị hồ tinh ba ngàn thế giới sự trên nhịp tiếng toán để ngủ khắp biển đông. Một nguyện tích dương công đức cúi xin nồng ban phước hà xa độ cho nam nữ trẻ già độ cho non nước nhà nhà được hưng long. Hai con nguyện một lòng trong sáng sám hối ông chẳng dám đơn sai xin ông hòa bút hoa khai cho dân Nam Việt được nên tai phi thường. Ba con nguyện đèn hương dâng tiến cúi xin ông hương nên đổ ra xin quan mở đường hài hà độ cho ai cũng mặt hoa da hồng trầu thôi lại trở ra đi cưỡi tướng bạch hổ lên trầu thượng thiên sơn thanh xa hồi cung. Bác Hải Đồng Đình con vua cha Bác Hải Đồng Đình đào tơ quan điều thất anh linh linh khác thừa sơn thanh xa hồi cung. Vui vẻ đến dòng sớm hôm mai cho bạn ấy nhất vui vẻ đến dòng ngày chơi phủ chính lâu hồng nghỉ vào ra sơn thanh xa hồi cung. Dâng văn đề nhị trên ngàn đông cuông tuần quan ý nghĩ giáng đàn trước đây trên thương ngàn nghìn gió quấn rung cây ý nghĩ ơi ơi sao tan ý
trèo vào chỗ đứng gập ghềnh đôi thấp núi cao ý nghĩa ý à. Đôi tóc mơ núi cao chiều xa núi đỏ ý chiều đỏ ngát là xanh trên thượng ngàn đẹp đi tú đình ơi à xa nghĩ
đẹp làm sao, chủ đẹp làm sao, vua tiên tòa sáng soi trong đêm, soi trong đêm, chủ đẹp làm sao. Ôi con suối nước chảy về mưa, con cá vàng đơ lửng bên suối, con nai vàng đơ ngã trên dòng sông. Lại châu ví đưa lòng son, quả cầu ví đưa trái tim non bồng, dâng lên châu đề nhị chứng đông mơ ý nghĩa. Hướng thanh đồng tô toàn đường xa ơi à, dốc dốc cao mặt dốc nhi, hướng thanh đồng nhi, hướng thanh đồng tô toàn đường xa. Trời mưa sao đêm lập anh, anh trong soi tỏ bóng rừng xanh. Ừ trên vai bò đuốc phần tay, sắc bò bò về tới đèn này. Đẹp như hoa phong lan, đẹp em ấy ngất trên ngàn núi cao. Hàng xương lòng này, đọc mà trên ta như ngàn ánh sao. Mùa xuân về trên khắp mi núi, trở về đây soi sáng như núi. Soi lên cao chữ nào thì ai hoa. Chấm hoa đua nở, chấm hoa đua nở đầy ngàn tay hai. Mùi chân gai đang cháy chín thơ. Dùng ra dùng gì quầy gạch đỡ non. Dùng ra dùng gì quầy gạch đỡ non. Thank you.
duyên mình trong tương lai. Mắt phượng xa đầu vẫn nghe tóc hoa mai, điểm trang nghe được dắt chậm chậm hoa cài. Quyền tài bảo lạc hà gia ý quyền tài. Tiêu sao dòng trời rừng quê ngàn đào y hồi cung